bà con cô bác anh chị em cho YouTube Thành Trâm Cuộc Sống Florida. Bữa nay là ngày thứ hai sau khi bão Mai Tình đã qua nha, thì bà con ráo riết dọn dẹp. Đây thấy chưa? Đây là một cái biển Trâm chuẩn bị đi tới. Đây là nguyên cái dọc ngoài biển nha. Biển này là gọi là Indian Rock, mà trên đường tới Clearwater Beach, một cái biển mà khách du lịch rất là đông, mà người ta nhắc tới biển Clearwater Beach ai cũng, nói chung là phần số đông là ai cũng biết. Cho nên Trâm đến đây quay thử, ngồi thử coi có thiệt hại gì không sau khi bão nha. Tại Trâm sống ở nơi mà gọi là thành phố Seminole á, ít ai biết lắm. Mà nói chỗ Trâm sống á, người ta không có biết, mà nói Clearwater Beach thì ai cũng biết, mà cách đó khoảng chừng 15 phút à. Trâm ở 15 phút, tới Clearwater Beach 15 phút thôi. Mà nó có nhiều đường đi lắm, nhưng mà bữa nay Trâm đi đường biển nha. Đường giống như chạy nhà Trâm mà chạy ra biển là chạy thẳng ra ngoài Clearwater Beach luôn. Bên đều là nước không á nha. Mà mới trước từ khi mà chưa có bão á, trời hai bên là đẹp lắm. Đẹp lắm bà con cô bác ơi, mà bây giờ bão nó tiêu tàn buồn lắm. Không có người, không khách du lịch. Mà nhà cửa thì nó không phải đổ nát, nhưng mà nhà cửa giống như nó bị nước vô ở dưới tầng dưới á, rồi những cái bàn ghế furniture, những cái gì mà ở dưới nước là nó bị hư hết rồi. Không có xài được, rồi nệm, rồi nó dùng ở ngoài đường hết à. Cái nhìn nó tiêu tàn, chứ không phải là đổ nát, biết không? Chứ tiêu tàn, buồn vậy thôi. Nhưng mà bữa giờ Trâm chưa ra ngoài Clearwater, bữa nay ra thử coi. Nói chung giờ không ai làm ăn được gì hết trơn á, chịu chọn. Đây nè, cho cái nhà gì mà đồ bỏ ra quá trời luôn nè, thấy không? Trong này chắc nhiều nhà bỏ ra chứ không có một nhà đâu. Giờ cộng thêm á, hồi trước cái bản Helen á thì nó bị lụt, đúng không? Còn bão này nó không có lụt. Người ta báo lụt nhưng mà rốt cuộc ở cái khu Trâm không có bị nha. Mà lại gió nhiều thì thiệt hại đến cây. Thì như cái nó ngã rất là nguy hiểm thì vô nhà người ta. Nhưng mà thường Trâm thấy nha, cây ngã không bao giờ thấy, ít lắm, ít ngã vô nhà lắm, toàn ngã xém không à. Đây là Indian Rock Beach nè. Có nhiều người nói á, chị Trâm ơi chị đừng có để nhạc cho nghe buồn quá, nghe thảm quá. Cho nên chuyến này theo yêu cầu của số đông nha, cho không bỏ nhạc vô đâu. Những cái vật dụng này nha, thấy cũng còn nằm nguyên, cho nên không sao. Chứ sợ bữa bão mà nó vô nó mạnh, nó quạt mấy cái này nó bay tứ tung, chứ sợ không biết sao luôn á. Nhà thấy không, nhà người ta bây giờ đâu có ở được đâu. Nói chừng nào mới sửa xong nữa, cái rác còn chưa dọn xong nó làm sao mà sửa nhà xong. Cái nhà này bự còn nguyên nha. Đó, trong quay vòng vòng cho bà con coi sơ sơ là những cái tàn cuộc của bão kỳ trước nữa. Bão Helen á,
chứ không phải bão kỳ này nha. Bão kỳ này là chỉ hại đến những cái cây thôi, ngã cây thôi, chứ còn nhà này không có thiệt hại giống nhiều giống như bão trước. Mỗi lần cơn bão tới là nó khác nhau hết á, không có giống. Nè cái này là quá trời luôn, quá trời đồ luôn á. Bây giờ bão kỳ trước là chỉ dọn cây thôi, lá không à, không có dọn mấy cái đồ. Wow, cái này gì mà quá trời luôn nè. Nè, quá trời luôn. Wow, trong xóm này sao mà tiêu tàn luôn á, tan nát luôn, tan nát mấy cái đồ trong nhà thôi nha. Với cái nhà này hồi chưa tan nát, cái nhà cái mái ngói còn nguyên. Bảo vừa rồi mái ngói còn nguyên lắm. Có nhiều người sợ bay nóc nhà. Wow, quá trời luôn, có nhiều lắm, vòng vòng đây là nhiều lắm. Không bao giờ ra ngoài biển nha. Đây mình chuẩn bị bước vô thành phố Clearwater nha. Đó, có thấy khách sạn bự bự cao cao không? Đó, wow, chuẩn bị vô thành phố này đẹp lắm á. Welcome to Clearwater. Mà trước khi bước vào thành phố này qua cái cầu. Kìa.
cô cũng bị ngập biết không, nhưng mà vẫn không mở cửa được, tại vì thứ nhất là không có điện, thứ hai là đâu có khách du lịch đâu mà làm đây. Giống như chỗ này giống như là bây giờ không có làm ăn được, không biết chừng nào mới là sầm út lại đây. Đây chắc tiệm nail này quá, nail spa nè, giờ mới thấy khách sạn này nhiều ghê luôn, bự 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 không à. Wow. Đây là Marina. Marina ngoài biển. Tàu đánh cá rồi muốn đi câu cá cho đỡ, vô đây mua. Giờ mình đi dọc ngoài chỗ Marina coi thử coi nha, có cái gì thiệt hại không. Cái đây tôi đang chuẩn bị dọn dẹp nè, tôi nghĩ chắc nước lụt lên đó. Thế nào cũng có nước lên nè. Ông kiếm kiếm gì ta? What are you looking for? Rác.
bây giờ nhân viên coi như là chỉ lo dọn dẹp thôi chứ không có làm ăn được gì trơn đó nha. Chỗ này là chỗ muốn tàu đưa ra câu cá nè, mấy tàu bự nó chạy nó mất hết rồi ta. Ôi dọn dẹp lại nha cửa. You open today or tomorrow? When you open? I'm sorry? When you open? Open two more days? Monday at the earliest. Bây giờ rửa dọn dẹp. Thứ hai mở cửa lại. Mấy cái tàu bự mà chở đi đi câu cá đó, không có đây nha, không thấy, không biết đâu hết rồi. Cái chỗ nè, cái chỗ này là mướn tiki bo, mấy cái tàu nhỏ để chạy vòng vòng chơi đó. Chiều ở đây á tấp nập lắm, tàu ra tàu vô rồi cá câu cá rồi làm cá ở đây nè, đông vui lắm nha. Bây giờ buồn hiểu buồn hiu. Chúng nó tàu bự lắm, không biết đâu chưa, tao đi chạy đâu á. Dẹp hết này. Đó, ai muốn câu cá giống vậy nè, thấy không? Book charter nè, charter today nè, thấy không? Đó. Check out the green one, it's pretty cool. Yes. Quay vòng vòng cho bạn coi, bài con coi ở ở chỗ mà Marina mà cho mướn tàu đi câu cá nha. Câu người ta gọi là deep sea fishing á. Deep sea fishing. Có nhiều người nói tiếng Anh thì nói không rành. Mà thì tiếng Anh không rành thiệt. Nói được vậy là hay lắm rồi, đâu có trong có đi học đâu. Nhưng mà không có quên tiếng Việt là may lắm rồi đó nha. Mình đừng có quên tiếng Việt được rồi, đúng không? Không rành tiếng Anh nhưng mà không quên tiếng Việt. Đây, ok, giờ cho mình ra ngoài biển nha. Ra biển đi. Cũng không có gì thấy thiệt hại về tàu bè hết trơn á. Ở đây chắc còn đỡ hơn chỗ kia. Ở trong á, thấy không? Ở trong bị hư hết rồi, thấy không? Nó bị ngập nước vô á, thấy không? Rồi phải sửa lại á. Này ở trong nhà nè, thấy không? Hư đồ hết trơn, dọn dẹp lại. Ô, cái này có thang máy lên lầu nữa ta. Rồi mình đi ngang, mình vô cái cửa này, đi ngang qua đây luôn. Trời ơi, có trong đây nè. Ủa chân luôn. Có cái nhà hàng này chắc cũng tào lưa luôn quá. Nằm ngay giữa, ngay chỗ mà nước nữa, làm sao mà thoát khỏi cảnh ngập lụt, đúng không? Đóng cửa luôn rồi. Trời ơi, chắc nó cũng tan nát trong đó luôn rồi quá. Đang chuẩn
nhích 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 nhất là lễ thôi khỏi nói luôn, miễn bàn luôn, ai cũng tập trung vô đây để đi chơi biển hết. Mới có cho ra không ta, cho ra quá. Quá trời luôn, thấy không, thấy cát không? Nó chưa cho ra nha bà con cô bác. Thôi bây giờ mình đi chỗ khác nha. Nè nó đóng lại nè, nó không cho mình vô nữa, thấy không? Xe ở đâu á, ra quá được mà. Cái giờ mình đậu xe đi ha. Bây giờ Trâm đi bộ ra ngoài biển nha. Thấy mấy cửa tiệm này nó để mấy bao rác nè, ê bao cát á. Bao cát để cho nước nó khỏi nó vô trong tiệm á. Bây giờ bà con đang dọn dẹp quá trời luôn ở trong tiệm. Nè, bao cát nè. Ôi trời. Bây giờ mình đi qua bên ngoài biển nha. Thấy biển clear water đẹp không? Đẹp lắm á, thấy vậy chứ đẹp lắm á. Giao thông bị rớt. Đây là khách sạn Houston, không có một bóng người. Giờ mình đi bộ ra ngoài biển nè. Nhìn chung thì cái bão vừa rồi không có thiệt hại gì ở ngoài đây hết nha. Clear water rất là êm luôn, rất là nhẹ nhàng, không có giống như mấy chỗ khác. Mấy chỗ khác thì nó thiệt hại nặng hơn. Nhưng mà những cái gì mà còn lại, cát nè, rồi đồ hư trong nhà là của cái bão của đợt trước nha, bão Helene á. Tại nước lên dữ lắm. Có tối ở đây vui lắm nha, nó có bán đồ lưu niệm rồi giống như là chợ đêm vậy đó, của Mỹ á, bán dọc dọc đầy ở trên cái pier và vòng vòng đây nè, những cái trò chơi con nít á của trẻ em, rồi người người đi bộ qua đi bộ lại đông vui lắm. Một cái mái nhà bị tróc, nóc nhà bị tróc, cái cầu, cái pier mà cầu này đi ra câu cá thì gãy chỗ chính giữa rồi, nó chưa gãy hẳn nhưng mà chắc lâu lắm mới được ra đây. Ồ cái máy nãy bay, chắc bay qua đây quá. Nè thấy không, có bay như cái máy tôn bay đây luôn nè. Wow, xong rồi cát lắp lên luôn nè.
ở Clearwater Beach nha, là cát trắng đấy bà con cô bác, trắng đẹp lắm. Cũng có nhiều người ra đi chơi đi dạo nè. Không, nhưng mà không có cho mình đậu xe ở trong đây thôi, mình đậu xe xa xa đó, mình đi dạo vô đây được. Ở người Mỹ á, ở đây á, người ta dù lạ hay quen gì á, gặp nhau cũng phải chào say hi hết trơn á. Wow, ở trong đó này cát quá trời, là chỗ đầu xe đó nha, chỗ đầu xe đó. Bây giờ cát nó lên đầy nhóc đó rồi. Dưới đây nè, cát dưới đây đưa lên. Ra biển có con gì dạt vô bờ không nha? Hôm bờ có cái biển gần nhà mình đó, trời ơi, ốc nó dạt lên bờ quá trời luôn. Đây có con gì không biết nữa. Đó, những cái cầu thằng nó bị chút xíu cái này thôi, không đáng kể. Dạ, cũng có ốc nhảy quá trời luôn nè. Nè, con ốc có ốc quá trời luôn đó. Nè, có luôn á. Còn thấy ốc nhảy không? Ốc nhảy không bà con? Đây nè, ốc có dưới cá có tươi lên á. Quá trời luôn á. Thấy nó que luôn. Wow. Nè, ốc này ốc gì đây? Woo! Sống luôn á. Ốc nhảy nè. Ốc trời luôn. Mà nước này nghe mùi hôi quá. Người ta nói nước này không nên ăn với con này, rất là nguy hiểm. Tại vì nó sợ nước có độc á. Đây rồi. Trời ơi. Úi da. Úi lúc. Wow. Quá trời ốc á. Ốc ở đây luôn, nghe mùi hôi luôn á. Nó dạt ở đây nè. Thấy sò nó bự vậy không? Cái này là chết hết trơn rồi nha. Con này giống như con quai, nó lại nó ăn thịt vậy. Con chim đen. Bà con, bình thường cái biển này đẹp lắm á, bây giờ là rác nó để dày nè, rồi không có bóng người đi luôn á. Bình thường cái chỗ này á, nó đông mà nó vui, giống như là bãi biển Chánh mà mới trẻ trẻ nó khoái tập trung đây lắm. Rồi đêm đêm á, cái chỗ này á, là bán đồ lưu niệm. Chỗ ra đây nè, hai cái dọc dọc hai bên cầu nè, đông lắm,
Thôi bây giờ Trâm xin tạm dừng cái video này nha. Xin hẹn mọi người video kế tiếp. Có gì hay mới lạ mình chia sẻ tiếp ở vùng của mình ở nha. Xin chào bà con cô bác, nhớ đón xem video mới nhất của mình nha. Sắp tới đây nhiều lắm á. Và luôn luôn ủng hộ kênh của mình nha. Hoài 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 nha bà con cô bác. Bye bye.